Nhằm quảng bá du lịch Quảng Bình sau thời gian phải tạm ngừng đón khách do dịch Covid-19, câu lạc bộ du lịch tỉnh Quảng Bình đã kết nối những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đến trải nghiệm và chia sẻ những điểm đến hấp dẫn tại tỉnh Quảng Bình. Và từ đó thì nhằm tạo được cái hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, kéo du khách đến với Quảng Bình trong thời gian tới. Chiến dịch tạo hiệu ứng quảng bá du lịch Quảng Bình với chủ đề Du lịch Quảng Bình, góc nhìn mới, trải nghiệm mới. Với các nhân vật nổi tiếng, các travel blogger, các nhiếp ảnh gia quay phim, chụp ảnh tại các địa danh của Quảng Bình, hy vọng sẽ tạo ra nhiều bức ảnh độc lạ, hấp dẫn, thu hút và sẽ tạo xu hướng trên cộng đồng mạng cho các điểm đến của du lịch Quảng Bình. Với góc nhìn mới, trải nghiệm mới, những người làm du lịch mong muốn tạo cảm hứng về một Quảng Bình an toàn, độc đáo, góp phần kích cầu du lịch Quảng Bình hồi phục sau đại dịch Covid-19.